Xuống đây là đọc nên chẳng là ngày đấy nhóm đồng hành vì rồi việc mà họ rồi việc mà họ web server mà này ta dựng dù có website rồi có system mà dựng đã biết chỉ là nào application họ nó không start ban rồi có không hôn bao dựng rồi có họ testing là lực web page bao dựng á chân khi muốn chuyển đó nó cứ nhóm về chỗ này ta học sẵn tiếp tục chỉ mua những web server bởi sân trên nền tảng trong họ luôn ấy thì ở đây tất cả public IP mới để vì ở miền cạp lạc đố hay thì hãy tới những tin internet bị hàng ISP máu cứ xong public IP kì gọi là public IP nhóm bình luận nhé chứ nếu chưa router router là tiệm ở nhóm hay nếu cứ chỉ server để nhóm năng remote chỗ nó không vì một vía hay nhóm đã IP ở chập cho một IP để router của nhóm bỏ mọt đó hay nó không router nhóm có miền public IP mùi đó là nick vị trí sample đấy public IP chết đó nhóm đã tạm nâng đó chân user bây giờ người có nè để quả là xe system được xem một cái website chung mùa được thả www.itnet.advisor nữa chân vậy mà cứ vì thôi cả request một cái hosting thì có domain công hôn để domain đó là nam chip cứ công hôn để nhầm tên domain này nhầm đừng video thằng nam chip nữa sẽ đọc thế ấy vậy thôi và vậy thôi nam chip với sẽ đọc hosting hay việc có control domain này đó hay bây giờ này tạo này họ dot cao dot dot ke dot ấy cứ trâu sna từ cơ xuống đó rồi nó cùng cả cục cùng bỏ cơ xuống đó mình đã biết sân trên này này họ domain com dot cứ này đó này ai tin bị cô để đi tin vì làm chip tin vì blue họ ấy là hosting game bên trên này ok trước khi thôi cái requirement này user vay www dot itnet kh dot advisor nhé chứ thôi cái requirement chắc anh ấy viên đang check mới ok chắc chúng mua nó là cái tên hay point mà ip mới nè chúng tôi đang point một public IP mới đang hay vì một số số đó router chúng router thử cả check ok chúng lớn lên bên server mới có vùng họ web server nó hay bàn allow port và này chỉnh nhé chúng vì run một server đang hay server nó bị chun hay kẹt niềm mới tha ok bên kia request xong web page bao nhiêu ngày nó xong sẽ system chúng vì bị chun một bên bị respond một căn router hay router đứng respond một căn domain name chip nó hay name chip bỏ chỉ web page màu mà chẳng user dưới ngã sẽ ban chỉ web page đối dương ngã sẽ thực căn Facebook được có sẽ thực căn website trên trên cứ bị đôi khi thế nè ok anh ấy cứ chia căn sub mua than cứ nè về 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 đường security thì ấy thì về miền từ từ trả được chương năng thì anh ấy gần để chỉ sample hay nên cả bia thầm đá nó không chỉ là lab nó không home testing và dương đó ok chứ nhưng bây giờ mình thiết tiếp tục dùng mùi đường làm chip chứ nhưng thôi cả bây giờ tính làm chip thì tao lại cho tao cả làm chip com hay thì tao lại có ai chơi được nơi web hosting chơi được nơi domain name rồi thì tao lại ô tô thả kiểm đạt myte.advisory ok hay nhưng check search mới nhưng mà nhóm trong tin domain nó là máy testing á chương vì miền này nè chứ kì chương vì miền lại vì nên đó thế ai tin testing bạn mà chăn ta bảo màn real thì bộ đạo real được bạn ta tam chung mô domain nâng là mấy testing ok ta bây dương tin domain hay nên đó nế rồi chạy point nhá chương nhóm thưa ca testing nhóm tin hay nếu chung mô nhóm hay nếu chỉ là con một nhóm nhóm lọc chỗ ok nhầm đâm bay tôi cho tôi mình lấy được đó để cho tôi can domain list ok chứ domain list này đó để khởi nick cái chữ mua domain là nhầm bản tên nhầm tên phí nick cái chữ domain là nhầm point một public IP của nhầm chắc nhầm xua thảo what is my public IP nhé my IP nick cái chữ public IP nó đẹp của nhầm nhé ok chắc nhầm thưa cá mình lấy nhé đối với nhầm tên hai cứ nhầm chạm đang chuẩn mình lấy ok mình hết đó nên chọn mà lựa biệt hà advanced điện này advanced điện này nó là những cứ nên đó nên ai point một căn public IP chứ là mấy point nhất đó nên là chọn biệt hà
add new record ក្នុង នេះ វា មាន a record វា មាន dns record a bulk a record វា មាន scene name មាន a ទៅតង mail server មាន a ទៀត ណា ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ប្រើ តែ a record ទេ ដើម្បី point មក កាន់ public ip នៅផ្ទះ របស់ ខ្ញុំ ណា ជាង ដើម្បី point អ្នក ទាំងអស់គ្នា ក៏ ចុច a record ហើយ កន្លែង នេះ ដាក់ សញ្ញា add គឺ ដើម្បី ឲ្យ យើង វៃ ថា ឧទាហរណ៍ ថា cmd ខ្ញុំ វៃ cmd យើង អាច ថា www.itnet.kh.advisor ណា rồi còn nếu các anh các anh với itnet kh advisor nữa nếu các anh với đặt nhà ad nó cứ bên này thay với score tao nặng nữa ok này ok chắc nhầm lại w w mới tiết mới thừa cả point mới tiết nữa nhưng với w w của bạn với itnet advisor của bạn thì lại nhà ad nữa ok tập bốn nếu các anh chơi sale chain của bạn này sao nhầm ad rồi vậy nữa ok anh ấy cứ chơi biểu phong cách point testing lên vậy nè chẳng là bởi sân trên địa học này tính maintain cứ nhằm mình recommend name chip đi name chip sản phẩm testing ấy đó nè hay được học này là ai tính họ chỉ hosting này bạn vượt bài ấy miền rồi kìa vì miền support miền ấy live chat ở viết người ta học này nè nè ok chẳng là nhằm trong đơn thần ta nhằm tay nhằm bàn point hay lần nào nữa tập vì nhóm point nhé để đó này ai chăm cả là mong rư có tam hiệu về những cái mà mong tập vì mong rư có vì bị mong của miền này chắc là đó này ai về việt hà kính w w ai thì là đối với chỉ mua đồng bài để nhóm tính nhá ok trước view là người link nơi public ip của nhóm đi ok tập món này đó này gặp ai recommend ms lookup www.itnet.advisor nếu cứ chỉ IP public của nhóm hay chuột trước nhóm anh sẽ tạm chuột bà này nè trước nhà sẽ tạm chuột hay nhưng with OTP nhóm nâng bằng hàng ta về sẽ tạm chuột như configure web server hay thử cả forward port hay mạnh mạnh tiện nè trước ngày with OTP mới nên cứ là nhóm bây giờ đó đi ở chế review bằng cả ở giờ vì cả host system rồi có host web server nó không mà nó tạm tè rồi giờ tới những thứ còn ai testing lấy nữa nè ai cầm hôn tôi một mốc ai thuê chẳng màn này cả thay dùng bây giờ trong secure thì tính nữa ok anh ấy sẽ làm nhầm testing để nhầm tính là mấy thứ lẹp của này thế ok trong một năm những ai bằng đọc ria đọc làm ria đi nè nhầm tính bị đúng mẹ nè ok chứ là bị point ấy thì năng tới nhà point như chưa đấy thì tập bị point tục phải chỉ là mốc cứ dùng ai nh ai chơi nhỏ hết đó nên chấp làm được thôi lên server nè ok chẳng là video nó nguyên tập năng tế hay chụp này video thì phí nhưng nó bây giờ nó ớt hay năng build web server tập đó ok ở con chân